xin một tràng pháo tay trước đã. Vui là vui là vui, chúng mình vui nhiều. Vui là vui là vui, chúng mình vui quá. Vui là vui là vui, chúng mình vui nhiều. Vui là vui là vui, chúng mình quá vui. Rồi, hôm nay đó, mục đích sơ khởi cái buổi mình tụ tập hôm nay là bởi vì mình đa số là về hưu cả đó. Là ai cũng thành ông nội ông ngoại rồi. Đấy. Thành ra hôm nay Trang cũng giảng là phải có một ít thời gian cho riêng mình. Đây là cái thời gian cho riêng mình, phải không? Thành ra, đúng không? Thành ra mình vui lợi và mình sẽ ăn chung với nhau một bữa. Nhưng mà hôm nay có cái đặc biệt nữa là sinh nhật của một người bạn tôi. Thành ra là Bà chú nè. Còn chú không xin nhận gì nhé. Happy birthday everybody. Mọi người Tết là mình phải từ nay đi lễ với chị Mai đi để chị Mai đi mình không ạ? Đúng rồi. Bắt đầu từ sinh nhật Mai. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. không, nhưng mà bà này ấy là huấn luyện viên về tai chi. Trời ơi, mình không thể tưởng tượng được sức khỏe của chị nó tuyệt vời lắm. Nói nghe mà có chứ không à, mà em có đầy đủ hết. Em server được. Hai đứa cháu của chị Trang là trong ban học ca ngàn khơi. Kính luôn. Hồi tuần rồi em đi hội chợ Tết của sinh viên á. Cái cô mà được cái giải mà hoa hậu á. Cổ múa lên với người em á. Năm tới mình rủ nhau mình coi hoa hậu. Trời ơi, chờ 2 tiếng đồng hồ chưa được vào cổng cô ạ. Tiền này chứ là phải ăn. Dễ mà. Không phải là 2 tiếng đồng hồ mà chết ăn. Nó chết kỹ lắm. Lần sau mình chắc ăn mình đi lúc 11 giờ mặc áo dài bông phi luôn. Mình ở đó, mình chơi tới coi bóng đèn tới chiều luôn đi. Trời cái này nó đi đông đông vui. Dưới là không phải tôi. Không anh không ăn được ở dưới phòng nè. Cái này thì ấy thôi. Bây giờ cái ông trời, cái đầu bếp đây. Hôm nay là món mì Quảng đây. Mì Quảng rất đẹp. Đấy. Hai người đầu bếp chính nè. Có mặt không để thu ăn thử có thấy mặt không? Không, không mặt.
là khi mà mình ăn với mì á, với rau á, nó phải hơi đậm đậm một chút tí, lát nó mới vừa. Nhưng mà trộn lúc cha là sang thêm hai cái bên hả? Ờ à, không, đầu tiên á, mình sẽ coi như là mình tráng qua bằng cái nước này để cho cái mì lên nó mềm, cái mì xuống mềm lại nó xong rồi cái mình mới múc cái kia lên trên, xong mình thêm một tí này, nếu mà ai muốn ăn nhiều nước hay ít nước thì thêm này. Canh bắt mình nữa, có khoai mà khoai mỡ, khoai gì, khoai môn, khoai gì, khoai gì, khoai gì? Nhỏ nhỏ đó, khoai, khoai biết rồi, khoai sò, ông ăn khoai gì ông cũng thấy ngon. Tôi là cái gì cũng ngon lắm rồi, hết ngon.